Ở Sydney, Australia có rất nhiều nhà hàng mang hương vị châu Á, đặc biệt các món ăn mang hương vị Việt Nam, Trung Quốc rất tuyệt vời. Và phải kể đến nhà hàng Sky Phoenix, Phượng Hoàng, Bầu Trời, nằm ở trong khu trung tâm thương mại Westfield trên đường Pitt. Đây là một trung tâm thương mại rất lớn và có tòa tháp Skydeck, Sydney Skydeck cao nhất Sydney. Có các trung tâm mua sắm hàng cao cấp, nhưng đồ ăn ở đây rất ngon và giá cả hợp lý. Bạn hãy đến và trải nghiệm những món ăn mang hương vị châu Á tại quán Sky Phoenix này. Hôm nay chúng tôi chọn quán này để cùng nhau ăn một bữa cơm giữa thành phố Sydney, Australia nhộn nhịp đắt đỏ.